Cô bạn nào đó đấy? Hello. Hello God. Nice to meet you. Nice to meet you. Hello. Hey, how are you? How are you? Lê Bùi Đức An. Hello An. Hello Nam Phương, Tú Phương, Hoàng Giang, Thanh Tùng, Bảo Long. Cô thấy có một bạn nào nhỉ? Bạn Bảo Lâm với cả bạn Khánh Nam mình như là đặt tên giống nhau. Đều cùng là SUS à? SUS là cái gì cô vẫn chưa hiểu đâu nhá. Cô vẫn không biết SUS là cái gì. SUS là cái gì? Khánh Nam. Không biết SUS. Là gì hả con? Đợi con đâu ta nghe. Đợi nghe. Bạn Bảo Lâm đâu rồi? Hai bạn này hôm trước là cùng nhóm. SUS là một tên mà người ta toàn thích để tên cho game Among Us. Rồi. Hình như có lần con nói với cô rồi là suspect ấy đúng không? Ok rồi. Hiểu. Among Us. Ok, một trò nổi tiếng một thời, không biết bây giờ còn nổi không. Ôi, nhiều đông quá. Ok. Hôm trước chúng ta học về một số sports, strange sports đúng không nào? Mình có gì nhỉ? Pelota này, cheese rolling này, water hockey, một vài sports như vậy. Thì hôm nay cô nghĩ là cô sẽ kết thúc cái chủ đề unit này, unit the sports and games bằng một vài trò chơi, một vài quiz nha. Rồi. Ok, trước khi chúng ta vào học thì đợi một vài bạn nữa sẽ vào thêm. Cô sẽ hỏi các con tình hình hôm nay thế nào. How are you? For me, I am so cold. I'm so cold. It's raining outside. It's raining all day outside. I'm super cold right now. How are you? Is it rain? Is it rainy at your place? Right? So cold. I don't know if I must turn on the fan or not. Okay. Kinam, what do you want to say? Yes, I'm here. Okay. How are you today? Is it rainy? Is it rainy at your place? Yes. My home is rain. Where are you? Are you in Hanoi? Yes. Me too. It's raining all day, all weekend. I cannot go to the supermarket or anything. I just stay at home. Thank you. You stay home too? Yes, I am. Okay. Stay home every day. Every day. It's so boring. Yeah, it's so boring. I'm bored. Yeah, how about Emma? How's your day? Mine's pretty boring. Is there anything special with your day today? Today is my uncle's birthday. It's your uncle's birthday? Congratulations. I don't know. Happy birthday. Happy birthday. But I still got a lot of homework. Emma, are you there? I'm here. Okay, it's a bit laggy. And your friend. Oh, rồi, cô thấy nó bị đơ luôn, kiểu hình luôn. Đứng luôn. Okay, so it's your uncle's birthday? Yes. Okay, so is there a birthday cake? No, just family get together? Yes. Okay, great. Love it. Thank you. How about Tina? You raised your hand. How about you? How's your day? Well, my day, it's super, super boring. Oh, me too. Well, when I'm in Pambin and it's not rain, but I'm super, super sad. Yeah. Well, so, you know, I write all of my homework in a paper and then I lost it. Well, so bad. How could you lost your homework? On paper? Like real paper? Yeah, and then I put it on the table. And then in the morning I woke up and I looked for it and it's gone. Wow. Oh no, then you have to tell your teacher, my dog ate my homework.
Do you have a dog? Do you have a dog as a pet? Yeah, I have like two dogs and a lot of rabbits. Oh, very convincing. Very convincing. I think your teacher will believe you. That dog and your homework. Okay. So have you redo all of it? Well, you have to redo all of your homework, right? I've just redo like half of it. Half of it. Okay. Nice job. Nice job. Okay, có cố gắng. Thank you, Tina. Okay, Hoàng Tú Phương, hello. What did I just do? Mai Mai or Tú Phương, what? Cô vừa nhấn vào bạn nào ấy nhỉ? Tú Phương chứ nhá. Okay, Tú Phương, how's your day? By the way, where today are you? I'm sad. Today I'm very sad. I like most people are sad today, so moody. Okay, what's wrong? What's wrong? What makes you sad? Because I'm sad. What? You sad because you're sad? Yes. How? You just feel sad? Like you wake up one day and you're just thinking to yourself, like, well, I'm sad today, right? Okay, thank you. Thank you, Phuong. I'm not that sad today, but it's pretty boring. What a boring weekend. Okay, bye bye. Hello, nice to see you. How's your day? Yeah? Do you want to tell me something? No? Okay, okay, I'll ask you later. Bye bye. Okay, you turned on your mic. How's your day? How's your day today? No? Okay. Okay. Welcome to the class. Huy Trường, I saw you raise your hands. How's your day? Huy Trường. Hello. Why don't you turn on the light? Me? Yeah. Today I'm very happy. You're happy? Okay. One person is happy today. How come? I come to my aunt's house. I think you come to your aunt's house every weekend, right? Because last time, yes. I asked you, you also went to your aunt's house. Is that it? Yes. Okay. So is it a habit? Like you usually go to your aunt's house at the weekend? Yes, I come to my aunt's house, yeah, every weekend. Wow, great job. Okay, very nice. I wonder why he's happy. Yeah, he's happy. Thank you. Chơi đi cô à? Được rồi, đi. Được rồi, từ chơi nhé. À, cô thấy có vài bạn giơ tay để cô hỏi nốt vài bạn giơ tay này, bạn Đức An xem nào. Okay, do you want to tell me and everyone about your day? Hello, doctor. Doctor? I'm so sorry because today I had headache. So I'm very sad. Okay, I'm so sorry. Is it better? Do you feel better? Yeah, better. But today's rainy, so in the weekend I always go out. But today I don't go out. Okay. You couldn't go out today, right? I think you usually go cycling. Is that it? Yes. I very love cycling. Yeah, I love walking too. I think I could go for a walk today, but no, I cannot. It's wet. Everything is wet outside. Me too. Okay. You're in Hanoi too? Yes. Where are you? Where on which road or on which street? I am in Hai Ba Trưng district. Hai Ba Trưng. Okay, it's pretty close to my office. Okay, thank you. Actually, I live in Cầu Giấy, but I work on Hai Ba Trưng. Okay, thank you, Đức An. Rồi, chơi đi cô à?
Rồi, có bạn nào muốn nói chuyện với cô nữa không? Nếu không thì cô sẽ sang cái một cái phần game nha. Ok, bài hôm nay thì cũng dễ thôi. Cô định để cho các con làm tự luận cơ, nhưng mà thôi, để cho tất cả mọi người đều có thể làm được thì cô chọn vẫn là những bài trắc nghiệm thôi. Ok. Rồi. Cô chờ chút, cô sẽ gửi đường link nha. Ok. Hôm nay thầy Quân đã trở lại với chúng ta rồi. Các bạn chào thầy Quân nào. Cô gửi có đúng người không vậy? Ok, rồi cô gửi rồi đó. Everyone, let's click the link in the chat box. Okay, Miss Teacher Quan, are you going to join in this quiz? Okay, 22. We need more, of course. So, people, you've got to beat him. Don't let him be in the top five, okay? Cô gửi lại đi cô à? Ok, đây cô gửi lại. Tina, yeah, I'm counting on you. I'm counting on everyone, okay? Nếu bạn nào làm ở trên điện thoại thì các con có thể vào đường link là joinmyquiz.com và nhập code 535603 nhé. Cô nói như tổng đài vậy. Mới có 35 bạn vào thôi. Ok, hôm nay lớp của chúng ta khá là đông nha. Biết có bạn nào mới không? Ok, ui các con vào hết chưa? Ít quá, các con phải vào đúng giờ, nếu không là lúc nữa, lát nữa mà cô end game thì không chơi được nữa đâu. Ready? 60 bạn mà mới có gần 40 bạn vào thôi. Ok, 40. Cô thấy có một vài gương mặt mới á. Khổng Thái Anh với Khổng Mỹ Anh là hai chị em à? Hai bạn tên là Minh. Trời ơi. Ok. Ông chưa các bạn ơi. Nay chúng ta sẽ ôm một ít về sports. Phần lớn hôm nay là chúng ta sẽ làm bài tập hoặc là xem video, xong rồi vừa xem video vừa trả lời câu hỏi giống như buổi trước nhé. 44 bạn, 45. Cô muốn start quá rồi. Các bạn muốn start chưa? Đợi hơi lâu nhỉ? Cô ơi, có trần chơi sport và chơi búp bê Barbie không? Bạn nào trả lời hộ cô với thầy Quân phát. 46. Năm mươi cô start nhá. Có nổi 50 không đấy? Các bạn nào chưa vào được thì nhấn vào đường link cô gửi lại ở trong chat box nè. Ok, cô start đây, không đợi được đâu. Ok. Nguyễn Nhật Thành, bây giờ bạn nào? Mới à? Bạn mới à con?
chữ đấy. Ok. Rồi, chúng ta sẽ xem. Nguyễn Nhật Thành Vinh là bạn nào? Bạn nào nhỉ? Cô hỏi tí xem nào. Có phải là con là học sinh mới không? Hello Thành Vinh. Dạ con chào cô ạ. Ok, hello. Are you new to the class? Yes. Ok, so it is your first time learning with us with class level 3. Okay, so can you introduce yourself a little bit? Hello, my name is Nguyễn Nhật Thành Vinh. Yeah. I'm 12 years old. Oh. I'm studying in Thanh Xuân Secondary School. Okay. My favorite color is red. Yeah. Okay. So which class are you in? Okay, ask you unmute. Okay, unmute again, please. Thanh Vinh. I'm grade 7. Okay, very good job. Okay, great job. Thank you. You are in the first place. Congratulations. Okay, you are fast and you are also correct. Next, we have Minh Anh, Minh Quân, Tina and Mai Chi. Để cô xem là top 6 của chúng ta. Top 6 trở đi của bạn nào nha. Phạm Hoàng Giang, Lê Vũ Đức An, Lê Hùng, Phan Nhật Đăng Minh và Phương Chi đúng không? Ok, toàn là những gương mặt rất là thân quen của chúng ta rồi. Cô sẽ lưu lại cái list này sau để cô sẽ cho điểm ở trong class dojo nè. Ok, được rồi. Giờ chúng ta sẽ review các câu hỏi này nhé. Rồi, câu này dễ mà sao các con lại làm sai nhiều như thế này? Ok. Ở trong môn hockey là môn gì? Bạn nào trả lời giúp cô nhỉ? Giơ tay nha. Bạn nào đang giơ tay đây? Ok.
bạn bạn nào bạn nào bạn nào bạn Thanh Thư hộ cô. Ok, không biết con có trả lời đúng câu này không? Dạ không. Không á? Sao con lại không trả lời đúng thế? Con chọn đáp án gì thế? Dạ bởi vì em cũng không hiểu nghĩa cái câu này. Không hiểu nghĩa câu này hả? Tuy nhiên chúng ta đã học từ hockey rồi đúng không con? Hockey là môn gì á? Hockey là môn thể thao gì thế? Thanh Thư đâu nhỉ? Con vẫn bật mic chứ? I don't know. Oh, okay. I don't know. Okay, you don't know. Hockey. Okay, thank you Thư. Thanh Tùng, can you tell me what does hockey mean in Vietnamese? What is that sport? Em Ma còn mới chơi được 5 câu à? Okay, Thanh Tùng lớp 8, are you here? Can you hear me? Không thấy luôn, không nghe thấy gì. Ok, bạn Lê Hoàng Hải Đăng giúp cô xem nào. Hockey là môn gì á? À, con nói cô là môn khúc côn cầu ạ. Ok, khúc côn cầu đúng không? Khúc cô sẽ này, hockey. Để xem là họ dùng cái gì đây nhá. Họ dùng cái gì đây? Đây là cái gậy đúng không? Mà gậy trong tiếng Anh của chúng ta sẽ có là từ stick. Ok, stick. Chứ không phải là sock này, shoe hay là stork đâu nhá. Ok, người ta sẽ dùng cái gậy ở trong môn khúc côn cầu. Thank you. Next one. You use a small what when you play tennis? Ok, the correct answer is racket. Racket là cái này. Nó trực quan luôn nhé. Ok, chúng ta sẽ gọi cái vợt tennis là racket. This is a racket. Ok, next one. The Los Angeles Lakers are a famous basketball okay, team. Of course, team. No. Baseball players use a what? Okay, I need someone to tell me this one. Okay, Nam Phương. Cô là câu này là con làm đúng câu này không? Dạ, câu này con làm con hơi cuống nên là làm sai cô. À, ok. Thế bây giờ con có thể làm lại. Ừ. Con sẽ chọn là đáp án cuối cùng cô. Ừ, đúng rồi, đáp án là bat. Ok. Bat con sẽ dịch sang tiếng Việt là gì? Đây là môn gì nhỉ con nhỉ? Baseball là môn gì? Là môn bóng chuyền. Bóng. Bóng. Bóng gì? Bóng chày. Thì cái bat ở đây chúng ta cũng diễn dịch là chày đúng không? Ok, bóng chày. Bóng chày cô là khá là nổi tiếng ở nước ngoài nhưng mà ở nước mình thì lại không có. Ok, đây là môn bóng chày nha. Hồi trước cô hay đọc truyện Doraemon ấy, có một cái chuyện là Doraemon bóng chày là cô hay đọc cái quyển đó. Không biết các con có biết không? Cô hay đọc quyển đấy. Ờ, đó là một cái là một cái nhánh của chuyện Doraemon ấy. Ok, you need a boat to go. Ok, câu này các bạn cũng trả lời khá là đúng khá là nhiều. Cô muốn nghe xem là cái từ sailing có nghĩa là gì để nhắc lại cho các bạn cùng nhớ nhé. Các bạn mới thì mình cũng có thể ôn lại được. Ok, Minh Anh ơi. Ok, you need a boat to go. To go sailing. Ok, sailing. Sailing là môn gì trong tiếng Việt hả con? Môn đua thuyền. Ok, đúng rồi. Chèo thuyền buồm hoặc là đua thuyền buồm nha. Đấy, cái thuyền nó phải như thế này thì mới gọi là sailing nha. Ok, rồi. Tiếp theo chúng ta có. Thank you Minh Anh. Manchester United are an English. Oh, quá là dễ. Quá là dễ mà vẫn có những bạn trả lời sai. Ok, of course is a famous football team. Ok, people play rugby all over the world. Ok, những môn nào mà dùng bóng đúng không nào? Thì chúng ta sẽ dùng động từ là play. There are 15 people in a rugby team. Yeah. Rugby players use a ball, of course. They never use a stick, bat or racket. And player runs with their ball in their hands. Oh, trời. Sao câu này bạn nào trả lời?
13 bạn trả lời là legs và 15 bạn trả lời là feet. Trời ơi, bạn nào dịch giúp cô câu này xem nào, sao lại có thể sai được. Ok, bạn Phan Nhật Đăng Minh hộ cô câu này với. Players run players with run with the ball in their hands. Ok, đúng rồi. Đây là môn gì con nhỉ? Mình đang nói đến môn gì thế? Rugby là môn gì á? Dạ, môn bóng bầu dục. Bầu dục, đúng rồi. Và khi mà chúng ta chơi môn này, chúng ta sẽ ôm quả bóng và chạy. Sau đó ném qua một cái gôn ấy, khá là cao. Ok, tiếp. Ô câu cuối cùng. Players kick the ball too. Ok, thank you. Để cô, chắc là cô sẽ cho điểm luôn nhá, không có quên. Rồi, Nguyễn Nhật Thành Vinh. À, để cô thêm tên bạn Vinh vào đây, cô quên mất á. Đâu nhỉ? Được rồi. Nguyễn Nhật Thành Vinh. Okay. Bạn nào nhỉ? Mình quên. Nguyễn Nhật Thành Vinh. Ok. Cô sẽ để là gì? Ok, working hard. Yeah. Trần Minh Anh. Một vài bạn chính vẫn chưa nở đâu. À, bạn Thành Vinh đứng thứ nhất nên là cô sẽ cho bạn thêm một điểm nữa. Ok, ask. Next, Minh Quân. Không biết là cô đã cho tên con vào đây chưa? Ok, here you go. Trứng chưa nở nha con nha. Chưa nổ nha. Ok, Tina. Where are you? Đâu nhỉ? Đâu rồi, không nhìn thấy. Đâu rồi? Khóc. Nắp thủy tiên. Còn là con đúng không? Ok. Sorry. Và cuối cùng là bạn Mai Chi. Cô không biết là cô cho tên con vào đây chưa rồi. Ok, để dưới nữa nha. Có một trò chơi nữa con muốn chơi. Chúng ta sẽ ôm một ít về adverb of frequency nha, xem Tom and Jerry nha. Ok rồi, sẵn sàng chưa? Cô bật nè. Con nghe thấy không? Bài này có vẻ là sẽ cần các con nghĩ một chút nha. Sắp xếp những từ sau vào vị trí đúng, các con có thấy không? Có bị khó nhìn không? Hơi thấp nhỉ? Ok, các con hãy nhắn cho cô vào chat box nha. Bạn nào không phải là các con viết vào đâu mà các con bảo là con sẽ trả lời vào trong chat. Ok. Cô gợi ý nhá, nếu mà khó quá thì cô sẽ gợi ý. Tom, cô sẽ gọi là Tom đi, là Tom đi. Con thấy chữ hả? Đây thì cô sẽ cho nhỏ màn hình lại nhá, thì chắc là mình sẽ thấy. Ok, thấy chưa con? Ok. Ok. Bạn nào đã tìm ra đáp án của câu này rồi, con chịu. Ok. Tom thỉnh thoảng vào nhà qua cửa sổ khi mà cậu ấy về muộn. Con chịu à? Bạn Nguyễn Nhật Thành Vinh đúng không? Lê Bùi Đức An. Bạn nào có thể nói câu này cho cô? Bạn Đức An nhé. Ý, sao cô không tìm thấy tên? Đức An. Tân Tham.
He sometimes, con vừa nói để cô vừa nhấn xem có đúng nhá. He sometimes enter home à? Gì nữa? Cô còn thấy phần chat nó xem chữ. Xe chữ á. Đây thấy chưa con? Rồi ạ. Ok. From his window. Ok. Cô nghĩ là nó đúng từ chỗ này trở đi. He sometimes enters. Cái gì? Ok. His home. From the window. The window. Đúng. When he is late. Okay, let's check. Okay, congratulations, Đức An. Next one. Next one, we have another one. Khá là dài. Cô sẽ gợi ý cho các con mình có một cụm từ là window sill, là mở cửa sổ nhá. Không phải mình lại không biết. Okay, gợi ý cho một chút. Có cụm từ là window sill là bọc cửa sổ, mở cửa sổ. Đó là cái chỗ mà Tom đang nằm trên đó. Ok. Emma. Con có tự mở được mic không nhỉ? Thì không, cô mở cho nhé. Ok. He usually falls asleep. On the windowsill. Yeah. After a party. Chắc chắn chưa con? Dạ rồi. Okay. Yay! Okay, congratulations Emma. Next one. Đúng không? Bùi Minh Hạnh. Okay, turn on your mic, please. Hello, Hạnh. Are you new to the class? Con học sinh mới anh nhỉ? Okay. How old are you? I'm very well. Thanks. How old are you? I'm 10 years old. Okay, you're 10 years old, so you're in fourth class? Con học lớp 4 hả? No. Lớp 5? Lớp 3? Yes. Okay. Yes. Okay, can you do this one for me? Okay, let's reorder these words and put them into order to make a meaningful sentence. Mhm. Bắt nói đi. Okay, cô thấy bạn Thái Anh làm đúng này. His what? Câu này chúng ta sẽ dịch nôm na ra là chủ của Tom đúng không? Luôn luôn tìm ra cậu ấy. Ok, con trả lời được không? Thôi cô sẽ mời bạn khác giúp con nhé. Ok, thank you. Ok, bạn nào nhỉ? Diệu Hương hộ cô xem nào. Ok. Guess what? His owner always buys him
Okay, his owners always send him. Okay, thank you. Thank you, Diệu Hương. Another one about Tom's owner. Okay. Anna nhỉ? Bạn Tú xem nào. Học Tú đúng không con? Vâng ạ. Okay, hello. Welcome to the class. Okay, can you do this one? Other cô là he's always he? He is. He is. Biến đổi giới tính của bà này à? She is. She is always. Always. Angry. Angry. With him. With him. Okay. She's always angry with him. Chủ của Tom lúc nào cũng tức giận với các cậu ấy. Thương quá. Yêu Tú. Ok, cô mời bạn à, con nghĩ ra, nghĩ xong chưa? Nghĩ xong chưa? Cô mời bạn là An An nhé. An An, có phải học sinh mới không? Cô thấy hơi lạ. Hay là bạn là Thành An nhỉ? Không nhớ. Yes. An An, con tên là gì thế? Thành An ạ. À? Thành An, ok, lần sau có thể Thành An nhá. Tại có mấy bạn An ở trong lớp cơ. Ok, câu này con đã làm được luôn chưa? He chắc chắn rồi. He gì nhỉ? Get. Get. Nếu mà get, get ở đây up. Đúng rồi. Get thì mình phải chịu từ cơ. Get ở đây lại không chịu từ nên chúng ta không thể chọn được đúng không nào? Okay, chúng ta chỉ có hai động từ là falls và manages là chia đúng thì hiện tại đơn thôi. Con sẽ chọn từ nào? Fail. Falls? Cô nghĩ là chưa đúng đâu. Chưa đúng. Ok, cô cho con thêm một chút thời gian để suy nghĩ nha. Ok, cô mời bạn khác xem nào. Có bạn nào làm được luôn không nào? Cô này có vẻ hơi khó đúng không? Thì bạn có thể bạn Tina có thể giúp được cả lớp đây. Ok, Tina. He never fall asleep. Đây okay, chúng ta cứ làm lần lượt này. To managers when he đây là up. Đây là động từ manage con ạ, động từ manage có manage. Nghĩa là đúng rồi. Và nó đã được chia ở thì hiện tại đơn. Nên nó thêm s mình đọc là manages chứ không phải manager là quản lý đâu nhá. Manage ở đây là thành công, có thể là mình sẽ dùng trong trường hợp là có thể làm được việc gì đó. Ok. Đây không thể là từ, không, mình không dùng từ force ở đây trước đâu. Mình sẽ dùng từ manage. Chưa nào? Ok, Tina có thể làm tiếp cho cô được không? Câu này chúng ta dịch nôm na là he never managed to fall asleep. Fall asleep. To Tom không manage thể thức được. Now I know. Khi mà he never managed to fall asleep when he get up. Thế á? Ngược cả con. Ngược mất rồi. Ok, anh Kim Tina, có nghĩa là có một vài bạn biết rồi đấy đúng không? Bạn Thành Vinh hộ cho cô nào. Thành Vinh. Ok. Never managed when to get up when he never managed to get up when he falls asleep. Okay, to get up when he falls asleep. Okay, câu này con sẽ dịch ra là gì nhỉ? Tom làm sao? Không thể nào quản lý được thời lúc nào anh ấy thức dậy khi mà anh ấy đang buồn ngủ. Okay, Tom không thể dậy được khi mà anh ấy đang buồn ngủ đúng không nào? Okay, thank you. Bạn Peter để icon gì đây? Listen here, night owl. If I catch you asleep on the job,
pillow. Next one. These couples always chase each other. They never stop. Okay, Đào Khánh Linh nha. Đào. Không tìm thấy à? Okay, Đào Khánh Linh lớp 6 đây rồi. Okay con. Nhắn rất là nhanh. Được rồi, cô sẽ gọi lần nữa các bạn. It's always angry. He is always angry. Angry with the mouse. With the mouse. Okay, câu này có nghĩa là gì con nhỉ? Anh ấy luôn tức giận với con chuột. Okay, Tom. Mèo Tom lúc nào cũng tức giận với cả chuột Jerry đúng không nào? Okay, thank you, Khánh Linh. Good. Very funny. Okay. Hoàng Giang à? Hoàng Giang à? Cô gọi tôi lần nào chưa vậy? Hoàng Giang không thấy tên. À, Hoàng Giang đi rồi. Okay. Rồi, rồi lần lượt con nhé. Jerry is usually hiding in his hole. Okay. Correct. Okay, what does it mean? Jerry thường xuyên đúng rồi. Trốn ở trong gợi các dễ dịch là gì? Trong hang đúng không? Hô thì nó hô như kiểu cái lỗ ấy, đúng không? Thì mình sẽ dịch nôm na là hang nhá, trong hang, kiểu hang ổ ấy. Okay, thank you, Giang. Next one. Look at him. Oh my gosh. Bạn nào nhỉ? Cao Danh Lưu nhé. Cao Danh Lưu. Hôm nay con cũng tham gia lớp của cô nè. Hello. Lớp 4 Pro. Okay. Cao Danh Lưu. Con mở mic của mình nha. Con cứ nói đi, con nghe thấy thôi. Rồi, con nghe thấy. Hello. Cao Danh Lưu. Lưu ơi, con đâu rồi? Đâu rồi? Lê Quang Vũ vậy nhá. Lúc sau cô gọi con nhé. Quang Vũ. Sao vậy? Không tìm thấy luôn. Ơi, bạn nào? Đi rồi, nhiều tin nhắn quá. Mai Chi vậy. Mai Chi. Ok. Rồi, cô nghe thấy rồi. He usually falls asleep. So usually, đâu có. Làm gì có chữ usually. Có nhỉ? He often. Ok. Falls. Off. Asleep. While waiting for Jerry. Okay. He often falls asleep while waiting for Jerry. Okay, what does it mean?
Câu này nghĩa là gì hả con? Mai Chi, con vẫn còn được bật mic chứ? Anh ấy thường xuyên ngủ và khi đợi Perry. Đúng rồi, Tom thỉnh à đâu, đây là often mình sẽ dùng từ thường đúng không? Tom thường ngủ gật khi mà đợi Jerry. Ok, thank you. Và nhanh lên một chút. Ok, ok, và nhanh hơn một chút con nhé. Còn nhiều câu ở dưới lắm. Bạn Cao Danh Lưu đã trả lời được chưa? Cô gọi lại nè. Phải lúc bữa nãy là con bị thoát ra ngoài không? Hello. Cô đây. Con nói đi con. Trời, cô không nghe được gì. Máy con lắc lắm cô. Máy con lắc. Sao câu đấy lại không lắc hả con? Sao cái câu máy con lắc lại không bị lắc? Sao cô trả lời lại bị lắc? Ok, để cô xem nào. Bạn nào muốn trả lời? Con phải nhắn tin vào trong chat box cho cô. Quy trường à? Đào. Đây Bùi Đức An. Đức An nhá, Đức An lần nữa nhá. Hôm nay chưa trả lời được đúng không? Giờ cô cho một cơ hội nữa nè. Cho cô tí để cô tìm tên. Ok, Đức An ơi. Hôm nay con ốm mà con vẫn rất là năng nổ đúng không nào? Ok, con cứ đọc đi. Yes. When he finds a pillow. Okay. He usually falls asleep when he finds a pillow. Okay. Tom luôn luôn ngủ gật khi mà anh tìm thấy một cái gối. Okay. Okay. He hasn't had coffee. Poor Tom. Đức Nam 3A. Nhắn cái gì vào đây? Đức Nam. Sao không tìm được không? À, Đức Minh nhá. Đức Minh có đây không? Cô gọi con nhé. Hello, Đức Minh. Mở mic đi con. Hello. Hello. Ok, câu này con sẽ làm là gì? He. Cô ơi, có bạn che đi mất của con rồi nên con không thể đọc được chữ. Bạn che đi mất của con á? Đây thì con đọc được chưa? Rồi. He often. Ừ. Often thì con. Động từ của chúng ta sẽ dùng động từ nào? To. Often to á? À? Drink. Okay. Để chia động từ đúng không? Drink, rồi. To. Drink cái gì chứ con? Drink something chứ? Wake up. Drink coffee. To drink coffee. To wake up. Rồi, ok. Câu này nghĩa là gì con? Là anh ấy hay uống cà phê. Thường uống cà phê để tỉnh ngủ. Rồi, đúng rồi, để tỉnh táo. Rồi, ok. Tắt mic đi con nhá. Uống cả một bụng cà phê luôn. Where you sleeping? Better not be. Ok, thương quá. Thương Tom quá. Cô gọi bạn Minh Anh lần nào chưa? Minh Anh. Ok, Minh Anh ơi. Con cứ nói đi. He sometimes tell lies to his owner. To his owner. Okay, tell lies là nói dối đúng không nào? Okay. Thỉnh thoảng thì Tom nói dối chủ. Okay, lần này là nói dối rồi. Tôi không buồn ngủ đâu. Okay. Minh Anh, thank you. Okay.
Ok, bạn nào? Rồi bạn Phạm Hoàng Giang. Hoàng Giang cũng gọi con là nữ ấy. Hoàng Giang nhá. Còn tư mi. Manages awake. Manage cộng với to verb. Manage cộng với to verb nha. Manage to do something. To awake. Awake vậy không phải là động từ đâu. Động từ cơ con ơi. Mình còn lại động nào trong số những động từ này? To stay. Đúng. Stay awake. Stay awake có nghĩa là thức tỉnh táo đúng không? After a party. A party. Okay. He never manages to stay awake after a party. Okay, thank you, Giang. Đúng một lần nữa rồi. Do you think Tom is clever? Okay, very clever one. Vẫn là những cái bạn này. Thế các bạn khác thì sao? Bảo Khôi hộ cô xem nào. Cô thấy con chưa nhắn tin vào đó cô. Gì? He has. Bạn nào vẽ lên trên màn hình của cô đấy. Has rarely. He rarely has to. Ok, cô phải nhờ bạn khác rồi. Ok, cảm ơn Bảo Khôi. Bạn nào có thể hộ cô nào? Bạn Bảo Quyên. Đâu rồi, có phải cô nhấn đúng cho con không? Bảo Quyên à? Bảo Quyên. Bảo Quyên ơi. Dạ. Yeah. Rồi con làm hộ cô này xem nào. Chủ ngữ tất nhiên là he rồi đúng không nè. He's rarely. Rarely? Sau một trạng từ chỉ tần suất của chúng ta sẽ là một động từ đúng không nào? Động từ gì con? Idea. Idea ở đây là danh từ, là ý tưởng. Động từ của chúng ta là has. He rarely has. Has cái gì? Good idea. Good ideas. Okay. Hiếm to his owner. To for his owner. Okay. Đúng rồi. Con có biết từ for ở đây nghĩa là gì không? Con có đang nói không? Không à? Okay. Câu này của chúng ta nghĩa là Tom hiếm khi có những cái ý tưởng nào nó hay ho để mà lừa người chủ của anh ấy đúng không nào? Okay. Well, Thomas, I'm glad. Keep up the good work. Okay, câu này rất là dễ. Câu này rất là dễ. Bạn Nguyễn Phương Chi hộ cô. She is sometimes. Happy with him. She's sometimes happy with him. Okay, đúng rồi. Thỉnh thoảng thì chủ cũng rất là hài lòng với Tom đấy chứ.
Ok, bạn Thu Huyền hộ cô nè. Rất là dễ thôi. Thu Huyền 5A. Tom is always... Tom hay là Jerry à con? Tom hay là Jerry sẽ làm chủ ngữ. Jerry is always... Yes, always. Ok. Thương quá. Ok, thank you Huyền. Jerry lúc nào cũng làm Tom bị thương đúng không nhỉ? Lê Minh Nhật, Lê Minh Nhật thuộc cô câu này vậy. Jerry. Always. Có chắc là Jerry làm chủ ngữ không? Đúng không? Chắc không? Mình thấy có động từ lose ở đây đúng không con? Ai thua? Ai thua? Sao Jerry là thua được? Được. Ý, làm lại cô được không? Ừ, he. He là Tom đúng không? Ừ. He always. Always? Cô gợi ý là có một cụm từ là end up cộng với verb in nha. End up cộng với verb in. Nghĩa là gì? Cuối cùng thì, cuối cùng là. He always ends up losing from Jerry. Okay, có đúng không nhỉ? Okay, đúng rồi. Thank you. Nhớ nha. End up cộng với verb in. He ends up losing. Cuối cùng thì cũng thua thôi. Ok, để kết thúc. Có phải bạn cô gọi rồi? À, cô gọi bạn Tú Phương chưa? Sao con nhắn nhiều thế à con? Hey Tú Phương hộ cô nói câu cuối nhé. And đoán được em. And there. Sometime. Giờ sometime á. Sau giờ phải là một danh từ chứ con nhỏ. Nhỏ. Mình chỉ còn 3 từ thôi. Từ nào là danh từ? Ok. Thì cô cảm ơn con. Cô gọi bạn Lê Hoàng Hải Đăng nhá. Ok, Hải Đăng hộ cô này nốt nào. Con cô là and the party. The party. Party sometimes continues. The party sometimes continues. Ok, well done. Ơ, cô đã cho tên con vào trong lớp chưa nhỉ? Lê Hoàng Hải Đăng hình như chưa đúng không con? Mới đúng không? Cô tìm thấy các bạn Hải Đăng ở trong này không? Không có rồi. Kêu như vậy là không phải rồi. Ok, lát cô cho vào trong nhóm class châu châu của chúng ta nha. Ok, được rồi. Thế là cô vẫn còn bài đó con làm cơ đi mà. Chúng ta nghe nốt cái này nhé. Cái buổi học nó vui vẻ một chút nha. Nào, chọn cái gì nào? Nhắn vào chat box, nhắn vào chat box. Nhắn vô. Không phải nhắn gì nhỉ? Nhắn đáp án. Ok. Ok, đúng rồi, rất là đúng. Cảm ơn Mai Mai, cảm ơn Quỳnh Ngọc, Minh Nhật. Ok, wake up at 8 in the morning. Nhanh.
không nhắn mi đâu, nhắn đáp án. Brackets, ok, Diệu Hương, Nguyễn Phương Trinh, Thị Tiên, Lê Hoàng Hải Đăng, Thu Huyền, Emma, Khánh An. Ơ, không phải Khánh An à? Lê Bảo Long, Thanh Thư. Ok, brushes, chứ không phải là brush. Chờ con nha. Brushes. Ok. Nhanh, nhanh, nhanh. Peter đúng nè, Diệu Hương, Hoàng Giang, Vương Nguyễn cũng tham gia luôn nè, Harry, Mai Mai, Minh Dũng, Lionel Messi, Minh Dũng, Thanh Thư, ok, he, mix, ok, phải chia động từ. So I take it the date went well? No, it was horrible. It's not the way. Not alone, if you feel alone with your roof. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ chọn gì nào? Come on, hello. Ok, Huy Trường, Vương Nguyễn, Thầy Vương, Emma, Thầy Hải Đăng. Ok, Tấn Hưng, Thanh Thư, Đức An. Ok, dances, dances nha. Lúc nãy có một từ là manage, đúng không? Khi mà ở cuối đã có âm r rồi, khi nào con thêm s thì mình sẽ có manages. Đây có từ âm s ở cuối đúng không ạ? Mình sẽ đọc là dances nha. Ok, he dances outside. Okay, he play or plays? Okay, Harry, Nam Phương, Khánh An, Thanh Thư, Đức An, rất là tốt. Ok, Hoàng Giang, Thu Huyền, Bảo Quyên. Ok, Peter, Quỳnh Ngọc, Phương. Rồi, play, he plays frisbee in the park. Ok. If you feel like that's what you want to do, bring me down. Yeah, last one đấy. Ok, what is it? Ok, có một bạn để Việt Kiều đúng không? Nên thành là ghé đúng không? Ok, rất là tốt. Nam Phương, Peter, Trịnh Bảo Lâm, Harry, Bảo Quyên. Ok, goes. Ok. Ta sẽ nhảy nốt ở cái bài này nha. Ok, đó, hôm nay là trời mưa, lại rét mướt đúng không? Thì cô muốn là cái mood của các con nó sẽ phải up lên một tí để mai chúng ta còn chuẩn bị cho buổi học đầu tuần đúng không nào? Ok, trước khi chúng ta kết thúc buổi học thì cô sẽ nói qua thôi là chúng ta đang có, Panado lại đang có một chương trình là Super Kid. Đó, các con lại có thể tham gia để nhận quà nhé. Con biết là ngày sắp đến không? Ngày gì nhỉ? Ngày gì đây? Ngày Phụ nữ Việt Nam đúng không nào? Nên chúng ta có tên của event lần này là Half of the World, một nửa trái đất đúng không nào? Ok, đó, các con có thể quay video, làm gì cũng được, bằng video nhá. Đấy, hôm nay là ngày bắt đầu, ngày 10 tháng 10, ngày rất là đẹp, bắt đầu đúng không nào? Các con hãy đầu tư hơn một chút, hơn là cái sự kiện Trung Thu vừa rồi á, không nền này. Các thứ bài nói chuẩn bị là hay nhá. Ok, cô rất là mong là sẽ sớm nhận được những cái bài thi của các con. Hãy cứ dành thời gian để chuẩn bị, bởi vì deadline của chúng ta là 18 tháng 10 cô nha. Từ hôm nay cho đến 18 tháng 10. Đó, nếu các bạn cần thì cô sẽ gửi đường link này cho các con tham gia, có thể đọc thể lệ ở trong Zalo nhá. Ok, được rồi. Đó. Ok, con có thể viết về mẹ này, về bà hay là bất kỳ người phụ nữ nào trong cuộc đời của con mà con thấy có thể để lại cho con dấu ấn sâu sắc nha. Hoặc là mình có thể biết ơn những người phụ nữ đó. Ok, được rồi. Ok, các con thấy mood của chúng ta hôm nay đã được boost lên chưa? Cô thấy là cô cũng đỡ hơn một chút rồi đấy. Cô cũng đỡ bị tụt mood như là lúc buổi sáng này đấy. Bởi vì là được học với các con này, xong rồi được làm bài và được trò chuyện với các con. Ok, được rồi. Thế thì cô chúc các con là ngủ sớm này. Ngày mai chúng ta đi học tiếp nhá. Mong là các con
không bị dính mưa. Nếu mà chỗ các con ngày mai đi học mà phải đi học ý thì không bị dính mưa nha. Ok, giữ sức khỏe là tốt bởi vì là sắp mùa đông rồi đấy. Ok, goodbye, see you. See you next week, ok? See ya. Nice learning with you. Goodbye.